Bất đẳng thức có thể được coi là một kiến thức nền rất quan trọng, có liên quan hầu hết đến các dạng bài tập ở cả chương trình toán trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây cũng là kiến thức rất khó nhằn với đa số các bạn và mình cũng không ngoại lệ đâu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một dãy bất đẳng thức rất nổi tiếng và được sử dụng nhiều trong toán học nhé. Tôi là Hạnh Mai của Toán thú vị. Let's go. Bất đẳng thức chúng ta đề cập đến ngày hôm nay có liên quan đến chữ viết tắt sau. HM, GM, AM và RMS. HM là viết tắt của cụm từ Harmonic Mean, gọi là số bình quân điều hòa. GM là Geometric Mean, đó là trung bình nhân. AM là Arithmetic Mean, nó đơn giản là trung bình cộng. Còn RMS là Root Mean Square, là giá trị trung bình bình phương và bất đẳng thức chi tiết của chúng ta ngày hôm nay đó là 2AB trên AB nhỏ hơn hoặc bằng căn AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng căn của A bình cộng B bình tất cả chia 2. Các bạn đã biết về bất đẳng thức này chưa? Hãy cùng tìm hiểu xem tại sao chúng ta lại có những bất đẳng thức để áp dụng vào giải các bài toán nhé. Chúng ta sẽ dùng hình học để giải thích về dãy bất đẳng thức này. Đầu tiên, cho A và B là các số thực không âm. Vẽ một đoạn thẳng OB có độ dài A và sau đó là đoạn thẳng có độ dài B nằm trên đoạn thẳng A như thế này. Hai điểm cuối đoạn thẳng trùng nhau. Chia nửa đoạn thẳng còn lại, ta sẽ có kích thước của hai đoạn đó là A trừ B trên 2. Từ trung điểm A trên, vẽ đường tròn có bán kính A trừ B trên 2 khi đó, đoạn thẳng màu vàng nối từ tâm đường tròn đến cuối đoạn thẳng A sẽ có độ dài là A cộng B chia 2. Ta tiếp tục vẽ một bán kính vuông góc với đường thẳng A ban đầu, nó cắt đường tròn tại R. Bán kính này có độ dài là A trừ B chia 2. Tiếp theo ta nối BR và ta có một tam giác vuông ABR. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông này, ta tính được độ dài cạnh huyền BR bằng căn của a b trên 2 tất cả bình cộng a cộng b trên 2 tất cả bình. Rút gọn ta được căn bậc 2 của a bình cộng b bình trên 2. Tiếp theo, vẽ đường tiếp tuyến với đường tròn đi qua điểm B, ta gọi tiếp tuyến này là g. Khi đó bán kính AG có độ dài là a b trên 2. Chúng ta lại có một tam giác vuông BGA. Tiếp tục áp dụng định lý Pitago, ta tìm được cạnh huyền BG BG bằng căn bậc 2 của A cộng B trên 2 tất cả bình trừ A trừ B trên 2 tất cả bình. Rút gọn trong căn và ta được căn A nhân B. Tiếp theo, từ điểm G, kẻ đường vuông góc với OB cắt OB tại H. Chúng ta lại được một tam giác vuông BGH. Gọi đoạn HB là X. Ta có tam giác BGH đồng dạng với tam giác BGA. Suy ra cặp tỉ số bằng nhau là x trên căn AB bằng căn AB trên A cộng B tất cả chia 2. Hay suy ra x bằng 2AB trên A cộng B. Bây giờ hãy nhìn tổng quan lại. Cạnh BH là cạnh góc vuông trong tam giác vuông BGH với cạnh huyền là BG, nên 2AB trên A cộng B nhỏ hơn hoặc bằng căn AB mà BG lại là cạnh góc vuông trong tam giác BGA với cạnh huyền BA. Nên căn AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B trên 2. Tiếp tục, BA lại là cạnh góc vuông trong tam giác BAR có cạnh huyền là BR. Nên A cộng B trên 2 nhỏ hơn hoặc bằng căn của A bình cộng B bình tất cả chia 2. Đây chính là tập bất đẳng thức HM, GM, AM và RMS cực kỳ hay trong toán học. Các bạn đã hiểu rõ chưa nào? Dưới đây là một mô phỏng tương tự khi các giá trị A, B thay đổi. Chúng ta có thể thấy rằng dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B. Video chúng mình tạo ra có thể xem free. Các bạn hãy gửi những vấn đề hay ho cho chúng mình qua email nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye!